Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chủ trì Diễn đàn Kinh tế Hợp tác xã năm 2024 với chủ đề Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của nhà nước theo Nghị quyết số 20/NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước chủ trì tại điểm cầu An Giang. Tại diễn đàn, các đại biểu được nghe các bộ ngành thông tin thực trạng triển khai các cơ chế chính sách, đề xuất một số nội dung để hoàn thiện chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp, tình hình triển khai, thụ hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, chính sách về tín dụng, bảo hiểm, thuế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, việc triển khai thực hiện nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, thực trạng và giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường. Cùng với đó, các địa phương, hợp tác xã, nhà khoa học chia sẻ những nội dung liên quan đến việc tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, những thuận lợi khó khăn trong việc duy trì phát triển hợp tác xã, các giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong tình hình mới. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính đến năm 2023, cả nước có hơn 31.700 hợp tác xã, 158 liên hiệp hợp tác xã và 73.000 tổ hợp tác. Năm 2022, doanh thu bình quân của các hợp tác xã đạt gần 3,6 tỷ đồng một năm, tăng 35% so với năm 2021. Lãi bình quân khoảng 366 triệu đồng một năm, tăng 71% so với năm 2021. Thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong hợp tác xã năm 2022 là 56 triệu đồng một người một năm. Diễn đàn Kinh tế Hợp tác xã là sự kiện thường niên của Chính phủ, nơi các đại biểu chia sẻ, trao đổi, đưa ra những định hướng, quyết sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Thưa quý vị, trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, sáng nay, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm chúc Tết các cơ quan, đơn vị, gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn thành phố Châu Đốc và thị xã Tịnh Biên. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đến thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả, những nỗ lực mà cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các địa phương khu vực biên giới tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm qua biên giới, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những kết quả mà cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh nói riêng, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh nói chung đã góp phần quan trọng vào thành tựu sự phát triển chung của tỉnh về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Năm 2024, tôi cho rằng là trách nhiệm chúng ta cũng còn hết sức nặng nề. Do đó, cho nên là đối với chúng ta là cái việc mà chủ động tiến công và luôn luôn phải đặt vào tư thế sẵn sàng. Không được bị động bất ngờ. Muốn làm tốt điều này thì tôi đề nghị các đồng chí thực hiện tốt cái lãnh đạo chính trị, tư tưởng, tổ chức và làm tốt cái nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cũng như Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã giao cho, cũng như là tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh và phối hợp tốt với tất cả các lực lượng gồm có công an, quân đội, hải quan và phối hợp với chính quyền địa phương và đặc biệt là dân là gốc. Trong không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đón năm mới vui tươi, hạnh phúc, gia đình an khang thịnh vượng, vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, ứng trực nghiêm túc, sẵn sàng trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024. Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đến thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc. Đến thăm chúc Tết trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi thành phố Châu Đốc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực cố gắng của đơn vị thời gian qua và mong muốn thời gian tới, tập thể trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách tốt đẹp của dân tộc ta, tiếp tục quan tâm chăm sóc tốt cho các thành viên người già và trẻ mồ côi tại trung tâm. Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã trao tặng quà và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới đến các cụ và các em tại trung tâm. Cũng trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang và đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết gia đình chính sách, hộ cận nghèo tại xã Vĩnh Tế.
Bí thư Tỉnh ủy cho biết, năm 2023 vừa qua, dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp của Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố Châu Đốc và xã Vĩnh Thế. Với cái thành tích đạt được của năm 2023 làm tiền đề cho năm 2024, chúng ta tiếp tục phấn đấu vươn lên, mong rằng với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng chung tay để xây dựng quê hương, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và làm giàu cho bản thân mình, chúng ta quyết tâm xóa nghèo để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, thay mặt cho đoàn công tác, xin chúc mừng năm mới tất cả bà con. Chúc cho chúng ta một năm mới, năm 2024 xuân Giáp Thìn, một năm mới thật mạnh khỏe, thật hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang và đoàn công tác đã trao tặng quà cho 30 gia đình chính sách, hộ cận nghèo trên địa bàn, giúp các gia đình đón Tết sum vầy đầy đủ hơn. Tặng quà động viên Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh Thế tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024. Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đã đến thăm chúc Tết gia đình ông Lê Long Hồ ở xã Vĩnh Thế. Đây là gia đình chính sách tiêu biểu có 2 liệt sĩ, bản thân ông là thương binh 2/4, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, được trao tặng quân chương chiến sĩ giải phóng hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, quy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tri ân sâu sắc các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, các gia đình chính sách, các thế hệ cha anh đi trước, những cán bộ lão thành cách mạng đã anh dũng chiến đấu, cống hiến, hy sinh không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước phát triển như hôm nay. Đặc biệt quan tâm và đã ban hành nhiều chính sách chăm lo cho gia đình chính sách, người có công. Bí thư Tỉnh ủy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến ông và gia đình nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024. Cũng trong hôm nay, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đến thăm chúc Tết hộ nghèo xã Tân Lợi, thị xã Tân Biên và thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ sư đoàn bộ binh 330. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình thời sự tiếp theo. Sáng ngày 2 tháng 2, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Xuyên tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024, 94 năm thành lập chi bộ Long Xuyên, Lắp Giò tháng 4 năm 1930, trao quy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2024. Bí thư Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng qua 94 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, qua chung lịch sử hào hùng của đất nước, lịch sử quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Long Xuyên nỗ lực quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thời điểm này, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hướng tới lễ kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố Long Xuyên 1 tháng 3 năm 2024 bằng niềm tin, sự tự hào về chặng đường đổi mới, phát triển, từ đó dựng bước tiến vào giai đoạn mới với nhiều thắng lợi mới. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên đã trao quy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2024 cho 81 đồng chí cao niên tuổi Đảng, trong đó có 9 đồng chí được trao quy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 30 đồng chí được trao quy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 42 đồng chí được trao quy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng thời, vinh danh 12 chi đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2023, một chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và 60 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.